Hello anh em, lại là Kavata đến từ Moscow đây. Một bản update với khá là nhiều điều mới mẻ đến từ vị trí của Konami đúng không anh em? Và một trong những cái điều mới mẻ đấy tôi gửi đến cho anh em trong cái video này, đó chính là ba cái tên mà tôi đã lựa chọn ra để làm video chia sẻ đến cho anh em nhé. Và tất nhiên đây chỉ là những cái chia sẻ ban đầu thôi, tôi chưa có thời gian test nhiều đâu anh em nhé, bởi vì mới ra mắt mà. PP, thiên thần PP, Ben trắng và Totti. Ok, anh em cùng tôi bước vào cái trận đấu cụ thể để xem in-game ba cái tên này nó sẽ thể hiện như thế nào nhé. Sơ đồ ngày hôm nay tôi sử dụng sơ đồ là 4-2-3-1 với 3 AMF. PP thì tôi cho đá cặp cùng với Rijkaard phiên bản trung vệ mang style là build up. Còn Totti tôi để đá AMF ở trung tâm luôn anh em. Ben White tất nhiên là không còn vị trí nào phù hợp hơn ở vị trí là tiền đạo cánh phải rồi. Và style huấn luyện viên như anh em cũng thấy đầu video, chúng ta sẽ sử dụng cái style ở đây đó chính là long bô cao tư. Một style mà tôi cảm giác đá khá là bon tay gian gần đây nhá. Pha đưa bóng vào bên trong Zielinski. Zielinski cũng là một con hàng ở trong Maspax anh em có thể đổi nhá. Về cá nhân tôi đánh giá con hàng này cực kỳ ngon đối cho anh em rồi. Về cái khả năng sử dụng chân không thuận này, gọi nói chung gọi là ba chân như một này. Về khả năng sút xa, khả năng truyền bóng, điều phối bóng các thứ các kiểu. Và cắt bóng đầu tiên khá là tốt đến từ vị trí của PP. Năm nay đã 40 tuổi rồi nhưng mà vẫn khá là gần. Và ngay sau đó một pha gọi là lấy thân mình chắn đường bóng của đối thủ. Khá là ảo diệu và thú vị anh em nhờ. Pha lên bóng đầu tiên khá tốc độ chúng ta bị cắt bởi The League. Afonso David làm gì ấy, đưa ông bên trong đi. Tại sao không phải là một cú tạt thả người anh em? Nếu như đó là một cú tạt đưa bóng bổng vào bên trong, tôi nghĩ là cái độ nguy hiểm nó sẽ là cao hơn. Trong trường hợp đó mà đưa bóng sệt vào thì không ăn thua lắm rồi. Đây rồi, Bellingham làm gì? Có vẻ như đối thủ chúng ta không thích cái bộ môn Takarada anh em nhỉ. Cơ hội phản công đây rồi. Mbappé, tốc độ của Mbappé. Di chuyển phía dưới đó chính là Totti. Chọc khe cực kỳ tốt đến từ vị trí Totti kìa. Zielinski, ZB 1-0 rồi. Một gọi là một liên hoàn đấm đá đến từ vị trí. Xuất phát từ pha phản công đúng không anh em? Bóng được đưa sang bên cánh cho tiền đạo duy nhất của chúng ta đó chính là Mbappé. Sau đó bóng trả về trung lộ cho Totti. Chọc khe cực kỳ nét, cực kỳ mượt cho Zielinski. Và sau đó một pha dứt điểm kết thúc lạnh lùng. Một pha ZD gọi là cong như chai chuối chưa chín. Trận đấu này tôi cảm giác tôi đá long bô cao tơ. Nhưng mà bởi vì đối thủ lên bóng tốc độ cao nên tôi cảm giác như kiểu là hai bên đang đôi công với cái style là quick counter hết anh em ạ. Không biết anh em theo dõi anh em có cảm nhận như vậy không? Đối với bộ ba cầu thủ này anh em nhá. Đấy rồi, Zielinski không thể tung ra cú dứt điểm kìa. Mặc dù trước đó một đường đưa bóng thả bóng xuống khá là tốt của Totti. Cơ hội phản công cho đội bạn đây rồi. Pha can thiệp là tốt đến từ vị trí của Rijkaard và PP. Thiên thần. Sau mùa Euro này thì chính thức tôi nghĩ là PP cũng sẽ giải nghệ thôi. Và Porto, câu lạc bộ PP đang thi đấu cũng đã ra thông báo là không gia hạn hợp đồng đối với cầu thủ này nữa rồi. Tôi nghĩ 40 tuổi rồi. Thì thay vào cái việc mà xỏ giày ra sân, tôi nghĩ là PP bây giờ chuyển sang công tác huấn luyện nó sẽ hợp lý hơn. Em có thấy điều đó nó là hợp lý không? 40 tuổi rồi. Tất nhiên là kinh nghiệm là có nhưng mà để so bì lại với sức trẻ nó sẽ là không đủ. Ben White, từ nay Ben White chưa có một highlight rồi nhỉ? Chúng ta kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 1-0 với người lập công đó chính là Zielinski, được khởi nguồn từ đường chọc khe khá là mượt của Totti. Đối với ba cầu thủ này tôi chưa hề căn chỉnh cách nâng hay là ép thêm skill nào, gọi là vừa nhận vé tay. Đây là trận đầu tiên luôn anh em nhé. Sắp xếp sơ đồ cho ba cầu thủ đá cặp cùng nhau luôn để cho biết ba cái tên in game nó sẽ như thế nào, gọi là từ tờ giấy trắng như thế nào chúng ta. Và cắt bóng khá là ngon đến từ vị trí PP nhờ. Tốc độ PP bản này không cao anh em nhá, nhưng mà đấy lại là một pha cắt bóng khá là mượt đấy kìa. Làm gì vậy, cụ PP gánh như thế rồi. Bó tay. Bản này cụ PP mang cái style đó chính là Destroyer. Về độ xung xáo chắc chắn là cao rồi. Đối với PP bản nào cũng vậy anh em nhá.
Thế nên cái chuyện tốc độ thấp thì anh em không cần quá quan tâm đâu. Cái style và gọi là cái độ xông xáo cao nó sẽ bù lại cái nhược điểm tốc độ, nên anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng nhá. Còn đối với vị trí Ben White thì mang style đó chính là attacking fullback, có cái skill đặc biệt đó chính là escorting. Một cái skill mà theo tôi hiểu thì nó sẽ là giúp những cái đường truyền hay những cú tạt có một độ quận, độ chính xác nhất định. Dường như truyền là kiểu người nhận sẽ phải dứt điểm ngay chứ không có cái thời gian xử lý anh em nhé. Nó đại loại như kiểu là anh em ở phía bên trong anh em chơi một cái tiền đạo. Đây rồi, đây, escrossing của Ben White, Mbappe 2-0 rồi. Dáng tạt nhìn như kiểu là Brice Kira đúng không anh em? Cũng là khom người, cũng là đưa bóng bên trong. Nói chung là theo tôi hiểu và theo một vài nguồn tôi tham khảo anh em nhé, cái skill đặc biệt của Ben White này thì nó sẽ giúp cái cú tạt có một độ quận và độ chính xác nhất định. Nếu như anh em kết hợp với một tiền đạo bên trong mang cái style đó chính là Fox in the Box, hay những cái style, hay những cái mẫu cầu thủ mà có khả năng dứt điểm một chạm tốt trong vòng cấm, làm chủ vòng cấm tốt, thì chắc chắn một điều là bàn thắng sẽ đến cực kỳ với anh em mỗi khi anh em mà tung những cái đường tạt vào bên trong nhé. Kylian Mbappe pha căng ngang gọi là như dọn cỗ không thể nào mà bó tay luôn, mồm đến tận miệng, nhưng mà Totti lại không thích ghi bàn. Tôi thích sút vào vị trí của thủ môn cơ. Ok, đến vị trí Totti nào. Totti của chúng ta bán này mang cái style đó chính là số 10 cổ điển, một style mà thời gian gần đây đã được Konami chỉnh sửa, đó chính là sẽ ít tham gia phòng ngự hơn và tích cực tham gia tấn công hơn. Điều này sẽ giúp style số 10 cổ điển chúng ta sẽ chủ động hơn ở những cái mỗi pha lên bóng. Và bây giờ tôi cảm giác như nó sẽ là line của một playmaker và một hậu player, và tất nhiên phần hậu player nó sẽ cao hơn nhé. Pha chọc khe gọi là khá là dở ương ương nhỉ. Nếu chọc khe căng hơn, Mbappe thoát người xuống có thể có bàn rồi. Cắt bóng tốt của cụ Rijkaard. Đối với ba cái tên này, sau khi tôi test gọi là test sơ bộ ban đầu thì tôi có thể tôi ra những cái bài chia sẻ cách ép skill rồi cách nâng cụ thể cho anh em có thể theo dõi ở trên cái group của tôi anh em nhé. Chọc khe xuống cho bên dưới, có phải chúng ta có bàn rồi không? Anh em lưu giúp tôi là đối với cái bốc đổi thẻ Arsenal có ba cái tên đó chính là Ben White, Jorginho và công chúa Kai Havertz, thì anh em chỉ được chọn một trong ba thôi nhá. Một khi anh em đã chọn một mà anh em đá rồi là nó sẽ mất, nó sẽ không còn hai cầu thủ nữa đâu. Nên một vài anh em cứ lầm tưởng là được chọn cả ba hay thoải mái chọn sau khi đá event thì cái điều đó nó không có đâu anh em nhá. Em lưu ý điều này cho tôi. Ok, video ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Về cảm nhận sơ bộ về ba cái tên này như thế nào thì anh em có thể để lại cái đánh giá của anh em bên dưới sau khi xem video nhá. Còn tất nhiên đánh giá sơ bộ ở cách ép skill và cách nâng ba cầu thủ này làm sao cho tới ưu, tôi sẽ nghiên cứu cụ thể và chia sẻ cho anh em ở trên cái group chat của tôi. Link cái group ở trên Facebook thì tôi sẽ ghi ở bên dưới phần bình luận anh em nhé. Cảm ơn anh em xem video, đừng quên like và đăng ký kênh để cho tôi có thêm nhiều động lực hơn nữa nhé. Hẹn gặp anh em ở những video tới.